Đây là cái máy in vải dệt PP 4 cộng 4 in vệ tinh 8 màu. Đây là phần lên quận. Lên quận. Đây là phần xử lý Corolla. Xử lý Corolla để mặt trước khi in. Toàn bộ cố định lô in bằng thủy lực. Khóa chết bằng thủy lực. Bánh răng thì bước răng có 5mm. Dao gạt sử dụng dao gạt kín. Tự động chỉnh lệch. Đường kính lô trung tâm 800. Có thể thiết kế chiều dài in từ 1m đến 1m2. Máy phổ thông là 1m, còn lại là máy có thể đặt theo yêu cầu là 1m2. Đây là bộ phận chỉnh lệch tự động. Sử dụng phương pháp gia nhiệt điện từ thay vì cái phương pháp gia nhiệt phổ thông là dây mai so. Độ bền rất là cao, gia nhiệt rất là nhanh. Bánh răng rất là mịn. Toàn bộ ở đây sử dụng chỉnh lệch tự động. Tốc độ máy thiết kế là 300m một phút. Đây là bộ phận thu quận tự động. Khi mà quận thành phẩm đủ số mét, đủ số lượng là sẽ tự động thay trục khác, thay quận khác để nối tiếp. Cổng điều khiển này.